chào mọi người, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái âm thanh gia đình có nên sử dụng như thế này không. Bộ sản phẩm gồm một cục đẩy Wood 2 HC140 hai kênh và một cái mixer Behringer XR16. Và một cục hộp Miro 2 cây DB Acoustic 450 2 la mã. Kim chức năng Eco. Nhưng mà mình không có sử dụng Eco này, thường là sử dụng Eco của thằng Mixer. Thì chọn bộ dàn máy thì chỉ có đơn giản của gia đình, chỉ có ba loại thôi. Một là cục đẩy Wood 2 HC140, hai là mixer Behringer XR16 16 line, và một cặp Miro DB Acoustic 450 hai la mã. Còn lo thì có một cặp full đơn 40 này, 40 là sử dụng lo Beima 15B80FEN. Còn chép thì chép 750 và một cặp mạch lọc và các chi nhợ còn lại. Clip tiếp theo mình sẽ review cho mọi người nghe thử cái chất âm của cái cặp loa như này như thế nào. Mình sẽ test thử cái cặp loa nghe tiếng bass, tiếng chép của nó như thế nào, có rõ không, có trong không, có xứng đáng để mình sử dụng cho cái âm thanh gia đình của mình hay không. Xin chào mọi người, hẹn mọi người lại clip tiếp theo.